Các bạn đầu tiên là các bạn tạo cái project nha, sau các bạn tạo main activity, tạo cái lấy cái main này, các bạn lấy cái layout, các bạn cô sẽ tạo một cái button để các bạn có thể là click này, các bạn mỗi lần click các bạn sẽ ra một cái view ha, click ra một cái view. Đấy, các bạn sửa lại tên. Cái này là relative layout, đúng không? Ở trên này các bạn để cái ID là button relative. Đấy, các bạn thấy cái code nó nằm ở đây nè. Đấy, cái ID của nó đây nè, đúng không ạ? Cái này là absolute, đúng không ạ? Absolute là tuyệt đối, đặt ở vị trí nào nó nằm ở vị trí đấy. Ok, rồi bây giờ các bạn tạo cái giao diện mà là relative, các bạn tạo cho cô một cái activity ha. Các bạn new activity, chọn là empathy ha. Đấy, các bạn để là relative layout activity. Okay. Activity. Đấy, ở đây các bạn để ngâm đình nhá, các bạn, cái này là layout nè, cái này là cái package của nó. Được chưa? Thì nó sẽ nói cho các bạn ra cái thì ở đây các bạn vào cái layout của nó, các bạn đổi cái này thành cái relative layout, đúng không ạ? Rồi cái này cô copy luôn, các bạn nhìn nhé. Okay. Đó. Ok. Hết lỗi ha. Rồi cái chỗ này các bạn đóng nó lại ha. Đó, đóng nó lại. Thì cái này là một cái layout relative. Các bạn chèn, ví dụ các bạn chèn giống như cái mẫu. Là cái này là một cái edit tag, sau cái này đến một cái spinner. Đúng không ạ? Hai cái spinner hai bên nè. Và cái này là một cái button. Đúng không ạ? Để các bạn để cho cô là cái edit tag. Ok. Đấy, các bạn để few parent, các bạn sẽ nhìn thấy nè. Các bạn nhìn nha. Cái few parent mà các bạn thấy cái chữ gạch ngang không ạ? Có nghĩa là không phải nó lỗi. Nó không có lỗi. Nhưng mà cái này cũ rồi. Nó là các cái version cũ rồi. Còn các version mới nó sẽ không dùng few parent nữa mà sẽ dùng là met parent. Đúng không ạ? Đấy, chỗ này cũng vậy, các bạn thay vì few parent các bạn có thể dùng là match parent. Hiểu không ạ? Đây. Đấy, cũng vậy. Match parent. Đó. Ok. Hay thì các bạn để là gì đấy ạ? Wrap content. Đấy. Rồi các bạn thêm cái ID nữa. Thông thường các bạn sẽ đặt cái ID. Ví dụ cái này các bạn để là tag, các bạn để gì đấy ạ? Name, reminder name. Thì các bạn để cái ID là name, đúng không ạ? Đây, ID sẽ là cái gì đấy ạ? Amok xong dấu cộng, đúng không? ID, save, name. Okay. Rồi, bây giờ các bạn mới thiết lập cái kích thước nè. Đấy, cái này là cái hint. Đây, cô sẽ chỉ các bạn cái này, Shift F6 đi ha. Không được rồi, cái này nó nhảy. Cái hint mà Amok String này nè, Reminder, thì nó nằm ở đâu? Tại sao là cái này phải có chữ Reminder này?
Thì cái hin này nó ở đây các bạn nè. Vào res, vào value, vào string. Thì ở đây các bạn, đây là người ta khai báo cái app name. Thì các bạn muốn khai báo là reminder này, hiểu không ạ? Thì các bạn khai báo đây. Ở đây các bạn là string. Các bạn đặt tên là rename là reminder. Rồi, và các bạn đặt nó là cái gì đấy ạ? Reminder name đúng không? Ok. Thì khi các bạn chọn hint, hint này nó sẽ gọi tới cái chuỗi này. Chuỗi này được khai báo sẵn đây rồi. Ok. Đấy, giải thích cái code cho các bạn biết như vậy. Và các bạn ở bên chỗ này, các bạn sẽ khai báo như sau. Hint amount string. Có reminder đi chưa? Có sẵn rồi ha. Đó. Ok. Thì cái này sẽ nằm ở vị trí thứ nhất các bạn. Các bạn thấy nằm vị trí đầu tiên chưa? Rõ chưa? Ok. Thấy chưa? Nó sẽ cách cái này 16 dp. Thấy không ạ? Tại vì do cái padding của cái trang. Cách này là do cái padding của trang. Do cái padding này các bạn nè. Ok. Padding left, padding right. Rồi tiếp các bạn đến cái spinner. Spinner thì nó cũng vậy. Bây giờ các bạn xem là nó sẽ cho kích thước nha. Kích thước của nó là để spinner là để 0 dp. Tại vì cái này hiển thị bao nhiêu thì nó hiển thị bấy nhiêu. Cái này grab content. Grab content. Rồi cái ID nè là để date. Các bạn cũng gõ vào. Ok. Tiếp các bạn. Cái layout below là các bạn nó nằm dưới gì đấy ạ? Nằm dưới ID name. Đúng không? Nằm dưới cái ID name. Được chưa? Rồi cái gì đấy ạ? Align cánh trái, parent left. Align parent left là chu, đúng không ạ? Nó cánh trái, bản thân nó cánh trái. Và cái gì ạ? Cái nó bên trái của nó, left off là cái time này các bạn nè, thấy không ạ? Layout to left off. To left off bên trái của nó là cái anh sắp tới ta sẽ làm, đó là cái anh time. Đóng cái này lại đây. Rồi các bạn sẽ có spinner thứ hai. Spinner thứ hai chắc chắn các bạn phải đặt ID là gì? Time, chính xác. ID của nó sẽ là time. Ok. Width các bạn cũng để 0 dp. Cái này cũng để wrap. Đóng cái này lại ha. Đấy. Ok. Và cái này các bạn để là gì đấy ạ? Width 96 dp. 96. Rồi cái này các bạn để là below cũng của name, nhưng mà bên trái nó cắn là cắn gì đấy ạ? Cắn phải đúng không? Cắn phải. Ok. Below là cái ID là name. Và nó cắn phải là cái gì đấy ạ? Align parent right, đúng không? True. Okay. Rồi còn một cái button nữa. Chưa, button. Ok. Cũng đặt cái ID là button. Button của nó là gì ạ? Đơn đúng không? Đơn.
width là bằng bao nhiêu ạ? 96 dp. Cái này sẽ là grab tag, grab content. Rồi đến cái nó ở dưới cái tham và nó cắn cắn phải đúng không? Ở dưới cái tham thì các bạn là below cái ID tham và cắn phải là gì đấy ạ? Cắn phải là align parent right to. Rồi con string, cái string thì một là các bạn sẽ khai báo trong string, còn nếu không thì các bạn để gì đấy ạ? Để là text đúng không? Text để gì đấy ạ? Done. Cái text thay vì các bạn đây, cái text này thay vì các bạn để là string, để cái hằng số thì các bạn có thể gõ trực tiếp, nhưng mà khi gõ trực tiếp thì nó sẽ có một cái warning, cái cảnh báo. Khi bạn chạy ra cái giao diện nó sẽ có một cái warning. Đây, cái này chưa thấy nhưng mà một số cái khác các bạn sẽ thấy có warning. Các bạn thấy chưa? Thấy giao diện chưa? Ok. Rồi, bây giờ xong cái giao diện này nè, thì bây giờ nó sẽ là như thế này. Như thế này, ta sẽ làm sao chạy được cái giao diện này, hiểu không ạ? Cái giao diện này thì làm sao chạy được, thì ta sẽ làm như sau. Cái giao diện này được gọi bởi cái activity là relative layout, nó được gọi đây. Thì bây giờ cô sẽ từ cái activity này, cô sẽ nhảy qua bên này, hiểu không ạ? Cô click chuột, cô sẽ bật qua bên này, hiểu không ạ? Rồi thì cô sẽ vào đây. Đầu tiên ta phải sang main activity. Cô sẽ phải click chuột vào đây đúng không? Để cô nhảy qua giao diện kia, đúng không ạ? Thì để qua được cái này thì các bạn vào main nè, thì các bạn khai báo cái button. Các bạn import nó vô ha. Đấy, control cách để import cho dễ. Đấy, nó đã import đây rồi các bạn nè, đúng không ạ? Button relative. Ờ, cái này không quan trọng. Cái này là các bạn biến mà, biến các bạn đặt sao cũng được nhé. Thì để các bạn lấy cái giao diện, lấy cái ID của nó thì ta dùng cái gì đây ạ? Button relay relative bằng button. Và à đúng rồi, file r.id. Được chưa? Và bây giờ on click thì ta có button relative. Set on click listener. New on click listener. Đấy, nó sẽ tự sync code. Và các bạn khi các bạn gõ như vậy á, nó tự động nó import vào hết cho các bạn. Hiểu không ạ? Nó tự động nó import vào hết cho các bạn. Đây. Thì cô sẽ gọi tới cái, cô sẽ start cái intent ha. Hiểu không? Cô tạo cái intent. Đấy, muốn nhảy từ activity này sang activity khác thì ta phải tạo cái intent. Thì ta sẽ có intent. Intent y gắn bằng gì đấy ạ? Bằng gì ạ? New intent. À, đối số truyền vào sẽ là cái anh này, main activity chấm this. Và đối số thứ hai của các bạn sẽ là gì đấy ạ? Cái class kia, class này nè, class này nè, activity thứ hai. Cái này các bạn để là activity thứ hai chấm class. Đó. Đấy. Intent có hai tham số như vậy. Tham số thứ nhất sẽ là cái activity hiện tại, ta gọi là context, đúng không? Package context.
Và đối số thứ hai chính là activity mà các bạn định nhảy tới. Có hiểu không ạ? Đó, và bây giờ để chạy ra thì các bạn gõ là start activity. Truyền cái intent vào. Xong. Và bây giờ chạy. Các bạn chạy. Đâu có 1 phút mấy à? Nói quá. Hả? Đây, quay màn hình các bạn vô đây. Đây này, chỗ quay nè. Cái gì? Ôi. Một minute nè. Trời ơi, mời Bill có một chút xíu mà đã sốt ruột vậy. Về thì về nhà bạn nào lấy clip và nào cắt ra cho cô. Cắt bớt thì mấy cái phần cái này nè. Hả? Rồi xong rồi nè. Có 1 phút 26 giây 419 mili-giây thôi. Làm gì ghê vậy? Ông kia ông bỏ 27 phút. Ông làm quá. Cái bài 3 nè, demo nè. Các bạn vào app nè. Build nè. Output nè. APK nè. Nắm này kéo vô thôi. Rồi kéo đi vô cho nó hỏi. Kéo vô chuyên nghiệp. Rồi, thấy không? Đó là bài 3 demo. Chờ tí nó chạy. Ủa? Cái gì? Đấy, cái anh này rõ ràng ở giữa cái giao diện là các bạn có thể có để, có ném ra giữa không? Đấy, bây giờ nó chạy lệch một bên. Thấy không? Cái giao diện nó không được chính xác nha. Click chuột nè. Nhảy sang giao diện này, thấy chưa? Spinner tại vì chưa có gì cả. Thấy không? Cái spinner tại vì chưa đổ dữ liệu vào. Thì nó chưa có gì. Ok chưa? Ra giao diện này chưa? Ok. Đúng hả? Rồi. Không, cái sổ ra, cái spinner. À, sổ tròn. Đấy, cái này tại vì chưa đổ dữ liệu thôi. Ok. Được chưa? Thank you.